3 ngày tới, năm con giáp nắm được thời khắc hoàng kim, vận đỏ chói ngời, bất ngờ đạp trúng mỏ vàng, hậu vận lắm tiền nhiều của. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, trong cuộc sống này thì ai cũng muốn mình sẽ gặp được nhiều cái điều may mắn, có cơ hội sung túc liên tục nó ập đến. Thế nhưng, trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau. Có người may mắn ở cái thời điểm này, nhưng lại nghèo khổ khó khăn ở cái thời điểm khác. Và trong video ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ và chỉ ra cho quý vị về 5 con giáp gặp may mắn liên tiếp trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Đó là 5 con giáp vô cùng may mắn, làm đâu thì được đó, bất ngờ liên tiếp được thần tài gõ cửa. Cũng vì cái lẽ đó mà bản mệnh sẽ giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Nếu những con giáp này biết tận dụng cái cơ hội, sẽ chắc chắn giàu có đổi đời, tiền bạc thả thê, tiêu xài không phải lo nghĩ. Vậy thì 5 con giáp đó là 5 con giáp nào? Quý vị có nằm trong một trong những con giáp may mắn đó hay không? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên. Trong 3 ngày tới thì những người tuổi Tý may mắn được thần tài độ mệnh, thần may mắn gọi tên. Đặc biệt là những người mà đang chú tâm vào làm việc và cống hiến hết mình cho công việc. Trong thời gian này cũng những người làm công ăn lương, những người buôn bán kinh doanh thì đều có dấu hiệu được tăng tiến về mặt tài lộc. Với cái tính cần cù của con giáp này cũng khiến cho công việc nó tiến triển thuận lợi hơn và dễ gặp được cái vận tài lộc lớn hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cũng sẽ có những cái sự thay đổi mạnh mẽ trong công việc. Có thể trước đây các bạn chưa nhận ra, nhưng mà cho đến bây giờ quý vị cũng sẽ nhận được những kết quả bất ngờ đấy. Sau những cái ngày làm việc vất vả thì các bạn sẽ cảm thấy là gì, mình sẽ nhận được những kết quả hoàn toàn xứng đáng. Trong thời gian này thì những người tuổi Tý có sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Các bạn thành những người có trách nhiệm hơn, nên là luôn chủ động giải quyết những cái công việc thuộc cái trách nhiệm của mình, không hề đùn đẩy cho người khác. Thưa quý vị, nói chung ấy, thậm chí là những người tuổi Tý còn sẵn sàng ra tay hỗ trợ, giúp đỡ cho những người khác, vui vẻ chia sẻ những kinh nghiệm đã biết cho mọi người để họ cải thiện cái kỹ năng làm việc, gia tăng thêm cái hiệu suất công việc. Chính vì thế mà những người tuổi Tý cũng nhận được rất nhiều lời cảm ơn trong cái thời gian này. Bước sang 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 âm lịch ấy, tức là từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 dương lịch, thì cát tinh nó nhập mệnh. Công việc của những người tuổi Tý thêm phần hanh thông thuận lợi và suôn sẻ hơn trước rất là nhiều. Mọi việc quả thực đang tiến triển theo những cái gì mà các bạn đã dự tính từ trước đó. Nhờ thế mà thu nhập của những người tuổi Tý cũng có cơ hội được gia tăng đáng kể trong thời gian này. Bên cạnh đó, cái vận may đang tới, những người tuổi Tý hãy tự tin mà đón nhận. Nói chung ấy, những cái sai lầm trong quá khứ thì cũng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa và sẽ không quyết định cái vận may trong tương lai của các bạn. Do đó, các bạn hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư, làm ăn, kinh doanh, hứa hẹn nhiều cái nguồn thu lớn nó sẽ đổ về với các bạn trong thời gian này. Nếu như mà các bạn đang muốn khởi động làm một công việc phụ nào đó thì có thể kiếm thêm đồng ra đồng vào. Các bạn hãy nên bắt tay vào thực hiện ngay trong cái thời gian này. Dù thời gian đầu nó gặp một chút vất vả, chỉ kiếm được một chút, nhưng tương lai hứa hẹn có thể là một khoản thu lớn, hoặc là thậm chí trở thành cái nguồn thu nhập chính giúp cho những người tuổi Tý đổi đời thành đại gia. Bên cạnh đó, tài tinh nó cũng ghé thăm. Hứa hẹn trong cái tháng này ấy, thì những người tuổi Tý sẽ gặp những cơ hội dồi dào, cho dù đó là tiền bạc hay là những cái thứ để thỏa mãn về cái cảm xúc. Các bạn nên tận dụng cái thời gian tốt đẹp này để tập trung kiếm tiền, hạn chế các hoạt động mua sắm hay là tiêu tiền do cái sở thích nhất thời của mình. Càng cải thiện cái kỹ năng kiếm tiền thì hứa hẹn các bạn càng có nhiều tiền đổ về hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó hỗ trợ, nên là cái vận mệnh của những người tuổi Tý trong thời gian tới thì nói chung ấy cũng sẽ được nhiều cái dấu hiệu khởi sắc hơn. Các bạn chưa bao giờ là những người sống ích kỷ, nhưng mà cũng sẵn sàng gạt bỏ những cái người keo kiệt đấy, ra khỏi cái cuộc sống của mình. Không chơi được thì nghỉ, chứ cũng không hề gì, không hề nể mặt. Và trong 3 ngày tới thì tiền bạc cũng sẽ không gặp cái trục trặc nào cả, nên những người tuổi Tý cũng khá có khá nhiều cái thời gian để nghỉ ngơi. May mắn hơn nữa
là có những người nợ dai thì bỗng quay lại trả nợ. Nhiều người còn có thêm cái nguồn thu nhập khác từ cái những dự án mới, hoặc là gì, một số người còn may mắn có cơ hội được trúng số đổi đời đấy, trở thành đại gia chỉ sau một đêm. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày mùng 6 tháng 4 đến ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới thì công việc của những người tuổi Mão may mắn, suôn sẻ và hanh thông hơn nhiều người khác. Chính là nhờ có gì? Có cát tinh độ mệnh. Đấy, đặc biệt là những người mà đang có ý định xin việc, thi cử hay là gì, xin thăng chức tăng lương ấy, thì luôn có quý nhân đứng đằng sau phù hộ giúp đỡ, nên là các bạn có thể yên tâm mà thực hiện những cái dự định của mình. Bên cạnh đó thì trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì những người tuổi Mão có sự nghiệp khá là thuận lợi, hanh thông. Đấy, do có quý nhân chống lưng lại thêm nhiều cái cát tinh nó trợ mệnh nữa, nên là ấy, cái công danh sự nghiệp của những người tuổi Mão cũng khá là sáng, thậm chí sẽ đạt được nhiều cái thành tích khiến cho những người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Lại thêm được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó cũng báo hiệu các kế hoạch công việc nó dần dần đi vào cái giai đoạn ổn định, tăng trưởng thì cũng tốt, mọi vấn đề đều được giải quyết một cách ổn thỏa, mọi việc diễn ra đúng như cái dự tính của các bạn, nên là vận trình nó cũng sẽ hanh thông thuận lợi, đầy hứa hẹn những điều tốt đẹp. Với những cái biểu hiện xuất sắc của mình trong công việc, những người tuổi Mão còn có thể sẽ được cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng hơn. Quý vị hãy nỗ lực thể hiện, bởi đây là cái cơ hội để các bạn thăng tiến. Càng chủ động bao nhiêu thì lại càng dễ gặp may mắn bấy nhiêu. Thưa quý vị, trong thời gian này thì cái điểm báo tử vi nó cũng cho thấy những người tuổi Mão ấy, nói chung có thể nhận thêm một số cái cơ hội để phát triển cái nghề nghiệp, cũng như là gì, dễ được thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng, hoặc là chuyển sang các vị trí có tiềm năng hơn. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể phải đối mặt với những cái vấn đề đi kèm khi mà điều chuyển nhân sự hoặc là có những xáo trộn về tổ chức. Thời gian đầu có thể hơi lúng túng vì chưa quen, nhưng mà nếu biết cách học hỏi và giữ được cái bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ lại yên ổn trở lại, đâu vào đó. Nói chung ấy, về cái tài vận trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng khá là lý tưởng. Trong thời gian này được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cái vận trình tiền bạc nó cũng hanh thông thuận lợi. Với những người làm công ăn lương thì cái nguồn thu nhập vẫn ổn định. Nhiều người may mắn có thể được gọi là dư giả nếu mà biết quản lý tốt cái khoản tiền bạc của mình. Nhưng cái nguồn thu chủ yếu vẫn là công việc hiện tại. Vì thế, quý vị nên tập trung vào phát triển hơn là ôm đồm nhiều việc lặt vặt khác. Trong 3 ngày tới thì các bạn có thể được giới thiệu thêm cho những công việc tay trái phù hợp để cải thiện cái thu nhập của mình. Thì đây cũng là cái cơ hội đáng để suy nghĩ. Nhưng các bạn vẫn nên căn cứ vào cái năng lực, vào cái thời gian của bản thân để mà cân nhắc. Các bạn có thể sẽ tìm được cái cơ hội ngay trong cái công việc hiện tại. Tiềm năng khai phá thì vẫn còn rất nhiều, chỉ là chắc các bạn chưa đào sâu tìm hiểu kỹ mà thôi. Với những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra nhẹ nhàng, nhiều và có nhiều cái chuyển biến tích cực. Các bạn có thể yên tâm mà duy trì cái hoạt động buôn bán kinh doanh của mình ở cái thời điểm hiện tại. Thêm nữa là nhờ cái mối nhân duyên nó tốt lành trong thời gian này, hầu hết các cơ hội tiền bạc của các bạn đều đến từ mọi người xung quanh. Đấy, qua đó các bạn có thể là gì, củng cố vững chắc hơn cho cái khối tài sản của mình nhờ những mối làm ăn thân thiết. Nếu mà có ý định bắt đầu một cái kế hoạch đầu tư mới thì các bạn hãy tìm hiểu và lựa chọn đúng người, đúng hạng mục. Đừng có giao phó tiền của mình cho người khác, kéo lại gì, gặp cái tình trạng là lợi bất cập hại. Trong cái thời gian này vẫn còn một vài cái khó khăn nó rình rập, vậy nên là gì, trong mọi tình huống thì các bạn cũng không nên là gì tin người thái quá. Thêm nữa, cái tình cảm trong thời gian này nó cũng khá là ổn định, không có biến động. Con cái thì ngoan ngoãn, không phá bẫy các cha mẹ, còn các cặp đôi thì cũng có những cái giây phút ngọt ngào ở bên nhau. Nếu mà tâm trạng các bạn vui vẻ thì kết quả công việc cũng sẽ đạt được nhiều cái thành tích ngoài cái sức tưởng tượng. Nhiều người kinh doanh buôn bán thì cũng sẽ gặp được thời, phất lên như diều gặp gió. Một số người còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời sau một đêm. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy,
thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì nhờ có tài tinh nó chiếu mệnh, vậy nên là những người tuổi Hợi sẽ nhanh nhẹn hơn mọi ngày, cân được cả cái việc phụ lẫn việc chính, thi thoảng sẽ dễ may mắn trúng thưởng, trúng số, được khách khen hoặc là được gì nhận được những lời khen tặng bất ngờ. Quý vị lưu ý, dù có may mắn đến đâu thì cũng nên khiêm tốn kẻo lại mất lộc. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 âm lịch thì bản mệnh hợp tác làm ăn thì có lợi, nhân duyên thì hài hòa, tình cảm thì tốt đẹp. Đó, các bạn lại được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy, vượng vận quý nhân, làm công việc lớn nhỏ gì cũng đều có cái sự trợ giúp, nên là mọi việc có tiến triển suôn sẻ, hanh thông, đầu xuôi đuôi lọt. Một vài cái hạng mục công việc còn tồn đọng hoặc là gì chưa xử lý triệt để ở trước đó thì sẽ được khai thông trong thời gian này, mang thêm nhiều cái cơ hội khẳng định cái năng lực của bản thân, thúc đẩy con đường quan lộ cứ băng băng mà thăng tiến. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 đây thì cái vận khí nó hanh thông. Vì thế, các bạn nên tranh thủ tiến hành những cái việc trọng đại như là gặp gỡ đối tác, ký kết cái hợp đồng làm ăn buôn bán. Đấy, tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ cao. Cái vận trình tài lộc nó cũng khá là ổn định, không có cái sự là khó khăn nào cả. Những người làm công ăn lương thì thu nhập vẫn ổn định, có thêm cái nguồn thu nhập ngoài luồng. Đấy. Nói chung ấy, trong thời gian này thì tình hình buôn bán kinh doanh nó cũng đã rất là sôi động. Cái việc kinh doanh của những người tuổi Hợi cũng vẫn diễn ra là thuận lợi, suôn sẻ, thu về không ít cái lợi nhuận. Tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, thỏa sức mà chi tiêu hoặc là làm việc thiện vân vân. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thì quý nhân cũng sẽ tương trợ giúp đỡ, không những hỗ trợ nhiều về công việc cho những người tuổi Hợi mà còn mang lại cái lộc về làm ăn buôn bán. Nếu mà các bạn biết tiến hành giao dịch, ký kết hợp đồng trong cái thời gian này thì sẽ thu về những cái lợi nhuận nhất định. Đấy, tiền của thì không thiếu. Đấy, có thể trở thành đại gia ngầm sau một đêm. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì lúc này những người tuổi Ngọ sẽ tỏa sáng theo một cách chân thực nhất, tha hồ mà thể hiện cái năng lực của bản thân. Trong thời gian này thì cái việc các bạn cần làm nhất chính là phát huy cái điểm mạnh của mình. Công việc của các bạn trong thời gian tới cũng sẽ có những cái chuyển biến tích cực. Các bạn có thể xây dựng được một cái ấn tượng tuyệt vời đối với cấp trên hoặc là với đồng nghiệp. Đấy. Hoặc là với đối tác làm ăn. Thêm nữa, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho gì cái mối quan hệ nó được thuận lợi hanh thông. Hứa hẹn những người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được cái sự ngưỡng mộ, trở thành cái nhân vật quyền quý quý phái và được mọi người kính trọng từng cái khoảnh khắc trong cuộc sống ở 3 ngày tới đây. Hơn nữa thì quý nhân cũng sẽ tương trợ giúp đỡ, đấy, nâng bước, giúp cho những người tuổi Ngọ đánh đâu thắng đó. Một số người tuổi Ngọ lúc này không chỉ sở hữu một khối tài sản đồ sộ mà còn chinh phục được cả cái sự nghiệp của mình một cách rực rỡ hơn. Tuy nhiên, mặc dù thành công đến đâu ấy, thì các bạn cũng không nên kiêu ngạo hay là quá tự hào với cái tài năng của mình. Vì thực ra ấy, các bạn cũng đang được sự giúp đỡ của rất nhiều người ở thời điểm hiện tại. Khi mà bắt đầu tự mãn hay là xem thường người khác thì cái vận may nó cũng sẽ dần dần nó đụi tàn. Vì vậy, quý vị cũng nên dĩ hòa vi quý, không nên là gì tự kiêu quá, kẻo lại mất đi cái vận may của mình. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì cái phúc lộc dồi dào, nó giúp cho những người tuổi Ngọ tha hồ mà hưởng đó. Nếu các bạn có đủ cái hào phóng để ban phát cái lộc lá của mình cho những người kém may mắn hơn ấy, thì cái tài lộc cũng sẽ được tăng gấp nhiều lần đấy quý vị ạ. Thêm nữa, cát tinh nó cũng nhập mệnh trong thời gian này, công việc của những người tuổi Ngọ thêm phần hanh thông thuận lợi và suôn sẻ hơn trước rất là nhiều.
mọi việc quả thực đang tiến theo những cái gì mà các bạn đã dự tính. Đấy, nhìn chung kế hoạch về tiền bạc của những người tuổi Ngọ trong thời gian này được hoàn thành đúng thời hạn và gặp được cái thu nhập cực kỳ là khủng. Và quý vị cũng không phần cần phải lo lắng về cái chuyện tiền nong, thậm chí là những ai đang gặp vấn đề mà chưa giải quyết được thì cũng ngay lập tức được quý nhân xuất hiện hỗ trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó, cái vận quý nhân nó vượng, nó cũng có lợi cho con đường chức vụ quyền lợi của những người tuổi Ngọ. Các bạn biết cách sử dụng cái kiến thức của mình để tạo ra cái giá trị cho bản thân chứ không cậy chức cậy quyền. Nhưng muốn thành công hơn thì quý vị cũng cần phải là gì, nhanh nhẹn hơn nữa và cố gắng nhiều hơn nữa. Thêm nữa, trong thời gian này ấy, thì thần tài cũng luôn ở bên cạnh, quý nhân thì tương trợ giúp đỡ. Nên là những người tuổi Ngọ cũng sẽ được ủng hộ từ bạn bè, từ những người mình thân yêu. Các bạn sẽ cảm thấy rõ hơn về cái sự chân thành từ mọi người dành cho mình. Thì đây cũng là cái sức mạnh để các bạn lạc quan yêu đời hơn, tiến về phía trước, tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa. Nên là gì? Cái chuyện tiền nong thì nó cũng sẽ được khởi sắc hơn. Đấy. Kết thúc những cái thời gian vất vả trước đó, có một cái công việc như ý và kết quả cũng thành công một cách tốt đẹp hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và mang lại cái vận trình hanh thông trong vận trình tình duyên, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung là những người tuổi Tuất được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là hứa hẹn thời gian này sẽ mang lại cho những người tuổi Tuất vô vàn những ý tưởng. Đấy, những ý tưởng độc đáo về kinh doanh, về làm ăn và giúp cho những người tuổi Tuất thu hút khá nhiều cái tiền bạc trong thời gian này. Thưa quý vị, đôi khi cái việc cho rằng bản thân mình đúng sẽ khiến cho quý vị trải qua nhiều cái thất vọng và dễ bị tổn thương. Trong thời gian này thì Tỷ Kiên đã nhắc nhở quý vị và các bạn đừng làm cố hài lòng tất cả mọi người. Cái điều này nó nằm ngoài cái khả năng của các bạn. Trong công việc thì những người tuổi Tuất sẽ đưa ra được những ý kiến đấy, và những cái tham vọng của mình, và quý vị có thể đạt được những cái thành tích như ý muốn. Bên cạnh đó, không ít những người đã ghen tị với thành công của các bạn cũng bắt đầu đặt điều nói xấu, hoặc là thậm chí là gì, xoáy sâu vào những cái lỗi lầm của các bạn trong quá khứ, hoặc là tìm cách hạ bệ các bạn để mà trục lợi. Những người tuổi Tuất hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với cái tình huống như hiện tại. Trong thời gian này được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó sẽ chống lại các hung tinh, nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất khá là suôn sẻ hanh thông so với cái thời gian trước đó. Các bạn không chỉ biết thoát khỏi cái tình hình khó khăn hiện tại mà tiền bạc thì còn dư giả với các kế hoạch tiết kiệm hoặc là đầu tư khôn ngoan của mình. Thưa quý vị, những cái thành quả lao động của những người tuổi Tuất trong suốt thời gian vừa qua cũng bắt đầu đổ về trong cái thời gian này, lại thêm cái cát tinh nó chiếu mệnh nữa. Vậy nên hứa hẹn những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đón nhận những cái may mắn về tiền bạc đến với mình. Các bạn có thể chẳng cần hao tâm khổ trí nhưng mà tiền bạc vẫn cứ ùn ùn kéo về đầy túi. Một cái sự thật là những người tuổi Tuất rất là chăm chỉ trong cái việc tìm kiếm cái thu nhập mới của mình. Đấy. Và bây giờ thì các bạn đã biết là mình đi đúng đường đúng hướng. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà những người tuổi Tuất đã kiếm tiền thông minh và kiếm được rất nhiều hơn so với khoảng thời gian trước đó. Có thể nói thời của các bạn đã tới. Đấy, thực sự tới rồi. Do đó, những người tuổi Tuất hãy tận dụng nó một cách thật hiệu quả. Nếu mà ai muốn thành lập công ty hay là gì mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình ấy, thì cũng sẽ có được những cái thành công nhất định. Một cái may mắn nữa là cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tuất cũng khá là hanh thông thuận lợi do được quý nhân tương trợ. Vậy nên là gì, nó sẽ rực rỡ hơn, sáng lạn hơn. Những người mà đi qua cái tổn thương trong quá khứ thì cũng sẽ tìm thấy cái hạnh phúc của mình. Đấy, mọi vết thương của các bạn trong quá khứ cũng sẽ được gì chữa lành nhờ những người tốt bụng bên cạnh. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất thì cũng có nhiều cái bước tiến triển tốt đẹp bất ngờ. Những người độc thân thì có thể tìm được những cái đối tượng ưng ý nhờ bạn bè mai mối giới thiệu trong những buổi gặp gỡ quan trọng. Tình cảm nó tiến triển cũng khá nhanh lại bất ngờ, khiến cho các bạn cũng sẽ gì vui cười không ngớt. Một số cặp vợ chồng thì đón nhiều cái tin vui về chuyện con cái sau bao tháng ngày chờ đợi. Sức khỏe của cả nam và nữ mệnh của những người tuổi Tuất thì cũng đều được cải thiện. Kế hoạch sinh con cũng sẽ không còn khó khăn nữa.
gia đạo thì yên vui, tinh thần thì khởi sắc, tâm lý thoải mái, giúp cho những người tuổi Tuất tập trung hơn vào công việc của mình. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới cũng hứa hẹn những cái thành công bất ngờ sẽ đến với những người tuổi Tuất. Và để gia tăng thêm cái tài lộc với may mắn cho mình thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 âm lịch. Trong 3 ngày tới sẽ có 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tý, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Hợi, 4 tuổi Ngọ và 5 là những người tuổi Tuất. Đây là 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đấy. Quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự anh thông. Quý vị thân mến, sau cơn mưa trời lại sáng, năm tuổi này sẽ có chuyển biến bất ngờ trong năm 2024. Tái sinh từ tàn tro, lộc đá đi trước, vàng bạc thì theo sau. Thưa quý vị, tưởng rằng những cái thách thức và những cái vận hạn trong năm 2024 năm Giáp Thìn sẽ khiến cho những con giáp này phải lao đao, chùn chân chùn tay. Nhưng mà chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Chính những cái khó khăn, những cái thách thức đó lại thúc đẩy họ phát triển, phát huy hết cái tài năng của mình, lội ngược dòng một cách ngoạn mục và làm nên vô số cái của cải tiền bạc. Năm 2024 năm Giáp Thìn đối với 12 con giáp thì cái năng lượng của năm rồng ấy, nó hứa hẹn rằng đây sẽ là một năm đầy thách thức và cả những cái cơ hội bất ngờ đã ập đến. Với cái sự xuất hiện của năm mới vào cái thời tiết mới thì cái vận mệnh của con giáp khác nhau cũng sẽ thay đổi khác nhau. Có người thì tràn đầy cái hy vọng chờ đợi những cái điều may mắn sẽ đến với mình, nhưng mà cũng có không ít người lòng đầy lo lắng, hỗn độn lo lắng, không biết là trong năm liệu có tươi sáng hơn với bản thân hay không, hay là tiếp tục một năm đầy rẫy những khó khăn và thách thức. Không phải ai cũng có cơ hội được cái may mắn nó đồng hành. Số phận thì luôn ưu ái cho những ai mà có sự chuẩn bị trước. Khi mà năm mới đang đến gần thì chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là những con giáp có cái cơ hội chuyển vận bất ngờ trong năm 2024. Bất chấp tất cả những khó khăn đã được dự báo từ trước, và liệu rằng họ sẽ mở ra những cái thay đổi bất ngờ gì vào trong năm 2024. Xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn bất ngờ đầu tiên mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là những người tuổi Tý, là con giáp số 1. Thưa quý vị, cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số những con giáp chuyển vận bất ngờ trong năm 2024 chính là những người tuổi Tý. Con giáp này được dự đoán là sẽ có một trong những cái cuộc phản công mạnh mẽ, rũ sạch mọi vận xui xẻo và những cái thất bại phải chịu ở trong năm 2023, năm trước đó. Năm 2023 thì gặp cục diện là tương hình với Thái Tuế, và những cái vận xui nó vẫn đeo bám liên miên với những người tuổi Tý. Thì chỉ cần bước sang cái tiết khí của năm 2024 thôi thì cái vận trình của những người tuổi Tý có nhiều cái thay đổi, có nhiều cái đổi mới với con giáp này. Nếu như năm 2023 trước đó khiến những người tuổi Tý phải chịu rất nhiều cái áp lực thì bước sang năm 2024 quý vị sẽ cảm thấy khá thoải mái, không còn gặp những cái khó khăn, gặp những cái phiền phức. Cái vận may thì ngày càng tốt lên. Trong năm 2024 thì những người tuổi Tý sẽ trải qua nhiều cái thách thức nhưng mà cũng đón nhận không ít những cơ hội. Với sự thông minh, với sự nhanh trí và linh hoạt của mình thì bản mệnh rất giỏi nắm bắt cái cơ hội và giải quyết mọi vấn đề của bản thân một cách là yên ổn, ổn thỏa nhất. Đầu tiên phải nhắc đến là cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tý trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tý sẽ có một trong những cái sự thăng tiến nhất định trong cái con đường sự nghiệp và sẽ gặt hái được những thành công trong việc kinh doanh buôn bán làm ăn. Nhờ đó mà cái sự giàu có sẽ theo sau những người tuổi Tý, theo bước của họ về nhà. Những người tuổi Tý sẽ có thể đạt được một số cái lợi ích tài chính bất ngờ hoặc là đạt được cái sự tăng trưởng về tài chính thông qua cái những cái lựa chọn đầu tư khôn ngoan của mình. Nhưng mà trước khi đạt được những cái điều đó
thì con giáp này phải chịu bao nhiêu vất vả khi một cuộc sống không được suôn sẻ như mong muốn. Thay vì than thân trách phận hay là chùn bước uể oải thì những người tuổi Tý lại chọn cách là giấu đi cái sức mạnh, lùi một bước để tiến thêm ba bước, nén mình lại để chờ thời bứt phá. Thì nhìn chung ấy, những người tuổi Tý trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì quý vị sẽ tự tin đấy, giữ được cái thái độ lạc quan, dũng cảm đối mặt với những cái thử thách và thay đổi trong cuộc sống. Bởi những cái thay đổi này nó có thể mang đến cho các bạn những cơ hội trưởng thành và phát triển rực rỡ, đồng thời sẽ hứa hẹn mang lại nhiều cái thuận lợi hơn trong năm. Bên cạnh đó, quý vị cũng hãy nhớ rằng cái cơ hội và cái thách thức thì luôn nó tồn tại song hành. Chỉ cần các bạn tìm được cái hướng đi đúng đắn cho những cái nỗ lực của mình thì các bạn có thể là mở ra những cái thành tựu mới, hoàn toàn có thể được gì một bước nhảy vọt trong cái sự nghiệp và tích lũy được của cải của mình. Hơn nữa, trong năm 2024 năm Giáp Thìn này, các bạn còn có những cơ hội để được giúp đỡ của quý nhân. Họ có thể là đồng nghiệp, là bạn bè hoặc là những người thân trong gia đình. Cái điều này không chỉ giúp cho những người tuổi Tý thăng tiến cao hơn trong cái công việc mà còn giúp cho cuộc sống của những người tuổi Tý được suôn sẻ, may mắn và bình an hơn. Vì thế, trong năm 2024 năm Giáp Thìn, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Tý thì quý vị đừng quên mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cứ ùn ùn chảy vào túi của những người tuổi Tý. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Tý con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái năm 2024 mà một bước lên mây đổi đời giàu có không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, năm 2024 là một năm đầy thử thách đối với những người tuổi Thìn, vì dù sao cũng là cái năm tuổi của các bạn. Nói chung thái tuế nó án ngữ, nó sẽ có những cái thời điểm khủng hoảng khiến cho các bạn hoang mang và sốt ruột khi mà cuộc sống lại có quá nhiều cái sóng gió khôn lường. Nhưng mà nếu xem xét một cách nghiêm túc thì những cái thách thức của năm 2024 có thể trở thành một cái cơ hội thuận lợi bất ngờ đối với những người tuổi, với những người tuổi Thìn. Những người mà sinh năm Thìn ấy thường là những người rất thông minh và có năng lực. Khi có những cái thay đổi lớn về cái vận mệnh thì mọi vấn đề đều có thể là gì? Là khoác lên trên mình một cái diện mạo mới, mang đến nhiều cơ hội và nhiều cái thách thức. Với cái sự nhạy bén và sự linh hoạt với thời cuộc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hoàn toàn có thể nhìn ra những cái lối đi phù hợp với chính bản thân mình, không dễ gì đầu hàng cho số phận. Từ đầu năm đến cuối năm thì sẽ luôn có cái những khó khăn nó tiềm tàng, nó ẩn tàng đó. Nhưng mà bản mệnh những người tuổi Thìn ấy vẫn có những cái bước tiến triển đột phá. Lời khuyên dành cho các bạn là không nên chống đối hay là trốn tránh những cái vấn đề nó phát sinh trong năm, mà quý vị nên đối diện trực diện với chúng với một cái thái độ tích cực. Bởi những cái vấn đề đó thì có thể là chìa khóa để các bạn có thể thay đổi cái vận mệnh và mở ra những cái hướng phát triển mới. Với cái thế mạnh là cái tầm nhìn xa trông rộng, dám dấn thân thử sức những cái điều mới mẻ, đầu óc lại sáng tạo, những người tuổi Thìn rất khôn ngoan và có thể tìm ra được cái giải pháp mới cho những cái khó khăn, những cái thử thách của mình. Bên cạnh đó, năm 2024 sẽ là một cái năm chuyển giao. Dù trong công việc hay là trong cuộc sống ấy, thì những người tuổi Thìn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội và cái mối quan hệ tốt. Đặc biệt ở nơi làm việc thì sẽ có một số cái dự án lớn hoặc là sẽ có một số cái cơ hội được thăng quan tiến chức. Bạn cũng sẽ gặp may mắn hơn về cái mặt tài chính. Các bạn sẽ có thể nhận được thêm cái sự giàu có khiến cho tình hình kinh tế của các bạn nó được ngày một tốt lên. Một khi mà những người tuổi Thìn đã có đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn và chăm chỉ làm việc để vượt qua chúng ấy, thì không lo không có được cái sự đền đáp xứng đáng cái công sức của mình bỏ ra. Quý vị hãy nhớ rằng đấy, thử thách không chỉ là cái bài kiểm tra mà còn là cái bước ngoặt, là cơ hội cho sự trưởng thành và phát triển của cá nhân. Những người mà sinh năm Thìn thì cần phải duy trì cái sự lạc quan và sự tự tin trong cái năm tuổi của mình, tin tưởng chắc chắn vào cái năng lực của mình. Có như vậy thì mới có thể vượt qua được những khó khăn và gặt hái được nhiều cái may mắn và thành công. Vì thế, để gia tăng thêm cái sự may mắn và hóa giải những xung sát thị phi ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân.
Vòng nó được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Con giáp có những cái cú lội ngược dòng trở nên giàu có. Tiếp theo con giáp lội ngược dòng thứ ba, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ thì được dự đoán là sẽ mở ra một cái bước ngoặt quan trọng trong năm 2024. Bản mệnh sẽ có cơ hội đạt được những cái đột phá lớn trong sự nghiệp và tài chính cá nhân của mình. Năm 2024 thì các bạn phải luôn cảnh giác và nhạy bén, sẵn sàng đón nhận những cái ngã rẽ và cái cơ hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những người tuổi Tỵ. Từ đầu năm đến giữa năm thì những cái vấn đề hay là những cái kế hoạch khiến cho các bạn lo lắng trì trệ từ trước đó cũng có thể được giải quyết một cách nhanh gọn, mang lại cái nguồn năng lượng và cái cơ hội mới cho tương lai đối với những người tuổi Tỵ. Đặc biệt trong nửa cuối năm 2024 thì những người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội để thu hoạch cái tài nguyên của cải nhiều hơn nữa. Cái điều quan trọng là tận dụng những cái cơ hội này và đừng để chúng vụt mất. Trong giai đoạn này thì cái việc chủ động đón nhận và tận dụng những cái thứ bất ngờ sẽ đóng một cái vai trò quan trọng trong cái sự phát triển của những người tuổi Tỵ sau này. Đó. Kỹ năng và cái nỗ lực của các bạn cũng có thể mang lại nhiều cái lợi ích và thành công hơn trong năm 2024. Vậy nên quý vị hãy vững vàng với những cái mục tiêu của chính mình, dũng cảm đối mặt với những cái khó khăn và đừng bỏ lỡ những cơ hội để thay đổi cái cuộc đời của mình. Đây cũng là cái thời điểm có cái tiềm năng vô hạn, nếu mà không nhanh nhẹn để tận dụng tối đa những cơ hội này và đặt cái nền tảng vững chắc cho tương lai thì sau này nhìn lại có lẽ các bạn sẽ vô cùng hối hận vì cái sự do dự thiếu quyết đoán của bản thân. Tuy nhiên, những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng cần phải lưu ý rằng các bạn có thể gì theo đuổi cái sự hoàn hảo quá mức mà bỏ qua những cơ hội xung quanh mình. Trong năm 2024, quý vị hãy học cách tận dụng mọi cơ hội lớn nhỏ và dám chấp nhận rủi ro, chấp nhận thử thách. Bằng cách này thì các bạn có thể là sẽ gì thực sự là nắm bắt được cái cơ hội và đạt được cái khối tài sản gấp đôi, thậm chí là gấp 3, gấp 5 lần năm ngoái. Và hoàn toàn xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Đồng thời, bạn cũng sẽ có được cái hạnh phúc trong đời sống tình cảm đôi lứa hay là cuộc sống gia đình. Các mối quan hệ thì nó cũng vô cùng hài hòa và các bạn có thể là tận hưởng một cái cuộc sống tuyệt vời. Những người tuổi Tỵ cần duy trì cái thái độ tích cực và đủ dũng cảm để thử những cái điều mới mẻ để nắm bắt được cái cơ hội trong tầm tay một cách tốt hơn. Nhìn chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì thử thách là cái điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng là cái cơ hội, là cái thời cơ để những người tuổi Tỵ thể hiện cái bản lĩnh của mình. Chỉ cần không ngừng hướng về phía trước, tu dưỡng chính bản thân mình và làm tốt những cái gì mà bản thân có thể làm ấy thì không phải sợ gì cái thất bại cả. Thành công sẽ luôn bám đuôi những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng nó được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư có khả năng lội ngược dòng trở nên giàu có, mặc kệ những khó khăn, mặc kệ những vất vả trước đó. Không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, đối với những người tuổi Mão thì năm 2024 sẽ là một cái năm đầy rẫy khó khăn, đầy rẫy những thách thức. Nhưng chính nhờ những cái thử thách này mà cái khả năng của các bạn đã được tăng lên đáng kể. Dù năm 2024 vẫn chưa phải là một cái năm thăng hoa rực rỡ với những người tuổi Mão, nhưng bản mệnh lại biết cách tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để đưa bản thân tiến xa hơn về phía trước. Con giáp này đã trải qua cái thời kỳ khó khăn trong năm 2023 trước đó, nhưng mà khi bước sang năm 2024 thì bản mệnh được kỳ vọng sẽ có những cái bứt phá và có nhiều cái sự đổi mới trong tương lai. Vận mệnh của những người tuổi Mão có lúc lên lúc xuống, đôi khi thì nằm trong tay bản thân, nhiều lúc lại đổ lỗi cho số phận nó định đoạt. Bởi vậy, cái thứ mà những người tuổi Mão có thể nắm giữ lâu nhất chính là cái kỹ năng, cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của mình. Và bản mệnh đã vận dụng rất tốt những cái điều đó, tạo ra một cái lợi thế cho bản thân trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Với cái sự ảnh hưởng từ thái tuế của năm 2024 ấy, Mão và Thìn lục hại đúng không ạ, thì ít nhiều cái tâm trí của những người tuổi Mão cũng sẽ có cái sự dao động. Dù bản tính có dĩ hòa vi quý hay là hành xử khéo léo đến đâu ấy, thì năm nay các bạn vẫn có những cái rắc rối bất ngờ nó đến khiến cho các bạn đánh mất đi cái sự bình tĩnh ban đầu của mình. Nhưng mà đừng để cái điều này nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch và cái mục tiêu của bản thân.
À, có thể vận mệnh mang đến những cái thử thách này để gì đánh lừa những người tuổi Mão mà thôi. Chỉ cần các bạn vững tin và bám sát cái mục tiêu ban đầu của mình thì các bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi. Những cái nền tảng mà những người tuổi Mão xây dựng được trong năm 2023 sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những cái niềm vui bất ngờ trong năm 2024. À, trước những khó khăn, trước những cái thử thách thì những người tuổi Mão hãy dũng cảm đối mặt và tin tưởng vào cái khả năng của mình thì mọi thứ sẽ được gì diễn ra suôn sẻ, mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua được. Đồng thời, chỉ có dũng khí, nỗ lực, đổi mới thì chúng ta mới có thể là vượt qua được những cái hạn chế của bản thân và đạt được cái sự phát triển tốt hơn trong tương lai. Bởi vậy cho nên để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát thị phi thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn và lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. À, tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 đó, sẽ có cơ hội lội ngược dòng trở nên giàu có thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. À, thưa quý vị, được kỳ vọng là một trận con giáp chuyển vận bất ngờ trong năm 2024, những người tuổi Tuất quả thật không phụ những cái cơ hội mà số mệnh đã đưa đến để có những cái bứt phá đáng kể theo cách của riêng mình. Thực tế thì vận khí của những người tuổi Tuất trong năm 2024 được dự báo là khá là ảm đạm và nhiều cái áp lực nó bủa vây. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là những con giáp này không có cơ hội để chuyển mình đi theo một cái lộ trình hoàn toàn khác so với những gì mà số mệnh đã an bài. Con giáp này chào đón năm 2024 với một cái tâm thế là cực kỳ là tươi mới và sẵn sàng. Dường như cái năm Giáp Thìn thì bản mệnh những người tuổi Tuất sẽ được chia thành hai phe với hai cái trạng thái đối nghịch nhau hoàn toàn. Một số người ở phe số 1 thì là lo sợ bị khắc với thái tuế, bị xung với thái tuế nên là có xu hướng là thu mình lại. Phe còn lại lại tận dụng từng cái cơ hội dù cho nhỏ nhất để rũ mình từ cho tàn, mượn khó khăn để có thể lội ngược dòng, đón tài lộc đầy túi trong năm 2024. Bản mệnh có thể sẽ trải qua một bước đột phá lớn trong cái sự nghiệp mà nhận được những cái cơ hội thật đáng là ngạc nhiên. Đặc biệt, tâm thế luôn sẵn sàng đương đầu với mọi điều xảy ra ấy, nó sẽ giúp cho những người tuổi Tuất có được cái sự chủ động trong mọi hoàn cảnh, làm gì thì cũng tự tin và lạc quan hơn. Dù có đôi khi phải chịu ảnh hưởng từ cái vận thế nó bị giảm sút, rơi vào cái vòng luẩn quẩn, bỏ nhiều cái nỗ lực mà vẫn gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà con giáp này không chịu bỏ cuộc một cách quá dễ dàng, vẫn kiên cường tính toán đi theo cái lối đi riêng của bản thân mình để đợi thời cơ thích hợp tiến hành gì nổi lên. À, không có may mắn nào là kéo dài mãi được và cũng không có những cái xui xẻo nào là liên tục được kéo đến đó. Vậy nên trong thời gian này thì trước khi mà bị số phận hoặc là bị các yếu tố ngoại cảnh nó tác động thì những người tuổi Tuất cũng như là con giáp khác ảnh hưởng ấy thì của cái vận hạn thì quý vị cần phải có cái đầu tỉnh táo, cố gắng giữ mình trong một cái tư duy sáng suốt, từ đó sẽ không lo, không vượt qua được cái cơn sóng gió này. À, về mặt tài chính thì người tuổi Tuất cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn, tài lộc có thể ập đến bất ngờ. Đấy. Ngoài ra thì đời sống xã hội của các bạn cũng sẽ thì trở nên nhiều màu sắc hơn và các bạn có thể tạo ra những cái mối quan hệ có lợi cho cái sự nghiệp và cái sự giàu có của mình trong tương lai. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận may về tài lộc tiền bạc của những người tuổi Tuất trong thời gian này. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp may mắn có cơ hội lội ngược dòng trở nên giàu có thành công trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Tý, 2. Tuổi Thìn, 3. Tuổi Tỵ, 4. Tuổi Mão và 5. Là tuổi Tuất. Đó là năm con giáp có cơ hội chuyển mình trở nên giàu có trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.